Xuân Lan nổi giận, Phi Nhung không có chết, cũng chưa ngồi dậy ăn cháo. Xuân Lan vô cùng bức xúc và thể hiện rõ thái độ tức giận khi nhiều người mạo danh bản thân của ca sĩ Phi Nhung để tung tin gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Hôm nay tròn 40 ngày ca sĩ Phi Nhung phát hiện nhiễm bệnh COVID-19 sau hành trình cứu trợ người khó khăn giữa đại dịch. Mới đây, phía quản lý của nữ ca sĩ đã lên tiếng cho biết Phi Nhung đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình cứu chữa. Đến trưa cùng ngày, Xuân Lan cũng đã đăng tâm thư dài để mọi người, mong người thân, bạn bè và khán giả tiếp tục cầu những điều tốt lành đến với Phi Nhung. Đang nói siêu mẫu Xuân Lan tỏ ra khá khó chịu và vô cùng bức xúc vì nhiều người mạo danh gia đình, người thân của đồng nghiệp để đăng tải những thông tin gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Là một trong những người hiểu rõ tình trạng của Phi Nhung ngay lúc này, Xuân Lan nhấn mạnh một câu, Phi Nhung không có chết và cũng chưa ngồi dậy ăn cháo. Sau tất cả, nữ siêu mẫu khẩn thiết mong người ngoài đừng chia sẻ những thông tin tiêu cực để tránh gây xôn xao dư luận trong lúc Phi Nhung đang chiến đấu với bệnh tật. Nếu thật sự thương chị, đừng tạo điều kiện cho những người khác chù ẻo và nói điểm gỡ về chị nữa, Xuân Lan cảnh báo.